Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Tươi quá, tươi. Tươi quá. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và toàn thể khán giả. Em tên là Bùi Văn Hào, năm nay em 26 tuổi, công việc của em là nhân viên đóng tàu. Còn em? Dạ, em là Phạm Thị Thanh, năm nay em 24 tuổi, em là giáo viên mầm non. Hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Em hay có thói quen là ra công viên ngồi mỗi khi rảnh. Trong một lần thấy vợ em đi, rồi em cũng để ý, em bắt chuyện làm quen. Nhưng mà vợ em thì chỉ cười thôi. Cười và em nhìn cái tự nhiên em mất hồn luôn. Sao vậy? Tại vì vợ em cười rất là dễ thương. Vậy thôi hả? Người ta bị sấm sét đó mà. Cái lúc đó là em ở cũng gần cái chung cư đó. Cái công viên đó cứ mỗi tối là em lại cầm cái điện thoại, đeo tai phone vào và cứ đi vòng vòng xung quanh vậy đó. Đi thể dục. Dạ. Thế là em mới thấy anh này ngồi ngày thứ nhất sang ngày thứ hai, ngày thứ ba, cứ ngày nào cũng thấy cứ ngồi bấm điện thoại bấm 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 bấm. Em mới nói em phải tán được cái anh này, em phải làm quen được cái anh này. Nhưng mà chưa thấy anh này để ý gì hết. Thế là một hôm thấy anh này tự nhiên cười, thế em cũng rồi đổ rồi đó. Thế là em bắt đầu cười lại. Cười lại nhưng mà anh này xin số điện thoại em không cho. Cái lúc đó là em là làm quen vợ em á, nhưng mà em cũng có nói thật với vợ em là em đã có bạn gái rồi. Khoảng thời gian đó thì bạn gái em đi làm cho nên em ngồi ở đó em giết thời gian thôi. Bạn này là có thú vui ngồi ở ngoài công viên. Còn bạn này là có thú vui đi bộ ngoài công viên. Đến khi nào thì em mới là chuyển hướng sang chinh phục cô gái này? Kiểu như mới đầu vô là em chỉ làm quen thôi, nhưng mà vợ em không chịu là biết em có bạn gái á. Rồi vợ em không liên lạc em luôn. Rồi sau một thời gian, lúc đó em cũng chia tay bạn gái rồi, tự nhiên vợ em lại nhắn tin tới em. Em nhắn tin chỉ có Hy thôi, cái anh này nhắn lại. Em không trả lời, cũng chảnh chảnh vậy đó. Em có thử thách anh này, em nói là: "Ủa anh ơi, anh có biết hút thuốc không?" Cái anh này mới nói là: "Anh không có biết hút thuốc." Cái em không có tin lắm, cái em mới nói: "Em này thích những cái người mà biết hút thuốc, nhìn rất là cá tính, phong độ." Cái nó tiếc quá, anh không biết hút thuốc, anh ghét thuốc lá lắm. Phải trong lòng rồi đó. Vâng. Lúc đó em nói là hơi phu rồi đó. Thì tiếp tục em này hỏi là: "Ủa thế anh có biết uống bia không? Biết uống rượu không?" Cái nói: "Anh rượu anh không biết uống luôn, còn bia thì cùng lắm là một chai là anh xỉn rồi." Nói vậy cái em nói: "Anh tệ quá." Em nói vậy đó, nhưng mà thực ra là em cảm thấy khoái lắm. Khoái, thấy rất đúng là khoái. Đúng không? Hai đứa yêu nhau rất là trong sáng đúng không? Ừ. Dạ. Tức là dạ, ý anh Bin hỏi tụi em á là có giữ gìn cho đến đêm tân hôn hay không, hay là có vượt rào trước không? Em giữ gìn, nhưng mà trước cái khoảng thời gian quen á là kiểu như trong người nó rất là khó. Tức là giống như dồn nén ha, bung ra đúng không? Bung xè đêm đúng tân hôn là coi như là bung. Đúng dạ. Vui không? Đêm tân hôn á là trước đó là em cũng suy nghĩ kiểu này về là chắc mệt lắm đây nè. Mà về cái em mệt quá, sao tự nhiên em ngủ quên. Rồi, mất đêm tân hôn. Thế thì vợ có hụt hẫng không? Không, tại vì hôm đó em đãi bạn bè đi nhiều quá nên là em cũng rất là mệt. Hôm đó em cũng mệt, em nói thôi hôm nay anh này mà làm cái gì chắc em chết luôn. Thôi cái gì thấy anh này cũng mệt nữa, em giả bộ em quay qua bên này em ngủ. Rồi cái ông ngủ luôn. Dạ, ông cũng ngủ luôn. Vậy thì chắc chắn đêm thứ hai. Đúng rồi. Dạ. Đêm thứ hai là tới luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Để cho người ta kể đi, để cho người ta kể đi. Dồn nén 2 năm, dồn nén 2 năm. Kể người ta, để cho người ta kể. Rồi đêm thứ hai nó bung xè sao nào, kể nghe đi. Đêm thứ hai thì em chuẩn bị chu đáo hết rồi. Là sẵn sàng hết rồi. Mà hả, cứ mỗi lần mà em trường lên á, là vợ em cứ trường lên, cứ trường tới trường lui như vậy. Khó khăn lắm anh à. Sao quân tới là sáng luôn. Cứ dạ. trường hoài luôn vậy đó hả? Sao trường tới bao lâu thì mới là hết trường nổi? Thì cũng khoảng một tiếng thôi. Trời xong rồi khoảng thời gian đó là êm tới ngày mai luôn. Wow. Ủa em, cảm giác của em chắc có lẽ là sao mà anh trường vậy? Tại vì em không có quen, em nhột. Cứ đụng đến người em, nhất là nói chung đụng hai cái bên này với đụng người em là em nhột lắm. Rồi em đạp anh này ra nữa, trời khó chịu. Thương lần quá luôn. Rồi các em lấy nhau được bao lâu?
Dạ, tụi em lấy nhau được 7 tháng rồi. 7 tháng, dạ. Vậy thì anh ấy rất đẹp trai phải không? Rất hiền hậu như thế này, chắc là không có tính xấu gì đúng không? Có chứ anh, bây giờ thì xấu ơi là xấu. Ngồi vợ làm trước khi cưới thì bảo chứ đi về là anh sẽ rửa chén cho em, rồi anh sẽ làm cái này cái kia. Hứa hẹn biết bao nhiêu, bây giờ em đi về, em vô em nấu nước, anh lại ngoài bấm điện thoại nhìn tivi. Thôi, lật lòng. Vâng, đúng rồi, vậy đó. Rồi là mê game thì thôi luôn. Cứ mỗi lần em đi đâu một cái là chạy ù ra à, em ơi cho anh đi chơi game một cái nha. Cái em đồng ý một cái là chơi thâu đêm suốt sáng cũng được nữa. Rồi tiếp nữa là có một cái tật xấu nữa là tắm xong là tếu gì mà tếu, làm cho em cười, muốn làm cho em cười đứng lên mặc một cái quần xà lỏng nhảy nhảy như là cái gì vậy đó. Có nghĩa là muốn sexy cho em coi. Dạ đúng rồi, nhảy đủ kiểu trên đời luôn. Bây giờ còn nhảy không? Còn anh ừ hôm nào còn... nhảy đó quay clip tung lên Facebook cho anh coi nghe. Dạ tại giống như công việc của vợ em thì cũng hay stress nên em à, muốn làm cho vợ vui. Những cái tật kia tật dễ thương đâu phải tật xấu. Tật xấu là chỉ có một cái là ngày trước là hứa hẹn nhau tới chừng lấy về là không có giữ lời hứa đúng không? Dạ chưa em nữa. Còn một cái rất là lớn nữa đó là rất là to tiếng, mỗi lần mà dành nhau một cái là lớn tiếng lên nói giống như bắt một cái loa cho cả thế giới nghe á. Kiểu như vậy đó, nói lớn lên. Lớn tiếng, đó. Vâng, mỗi lần như vậy em lại không biết làm gì, em ngồi em khóc. Khóc sấm đầu anh sợ. Rồi giờ tới em, bà xã em có tật xấu gì không? Bà xã em thì có tật xấu mà hay nói cằn nhằn. Một cái vấn đề gì đó là cứ cằn nhằn mãi anh. Chứ có một cái tật xấu là hay ngủ. Có lần là em chở đi Vũng Tàu á, cứ ngủ em cái sợ chạy là bị tai nạn không à. Rồi một lần em mua một cái đai kiểu như đai con nít á. Là đai cho vợ. Dạ đai cho vợ. Cũng có hai anh giao thông anh chạy tới. Anh hỏi là vợ em bị kiểu bạn em bị gì á, có cần tụi anh giúp đỡ không? Trời ơi. Nhưng mà em nói là không có gì đâu anh à. Vợ em buồn ngủ thôi. Dạ chỉ cần anh phạt em cái thôi là vợ em tỉnh liền luôn à. Còn gì nữa? Vậy chứ vợ em cực kỳ ghét sầu riêng. Em thì lại rất là mê sầu riêng. Một lần em mua kêu người ta bỏ vô hộp và bỏ bịch đen hết luôn, đem về nhà. Mà em vô em tắm cái xong mà vợ em biết á, không biết sao em đi đem ra qua. Giấu mất tiêu, để ngoài gần bãi rác. Em có lượm em mang lại không? Thì em mua rất là nhiều tiền mà anh. À, lụm lại. Mà gặp em rất là thích. Rồi đi ra mò lại đi vô. Em đi vô ăn. Đợi ăn xong lấy bình xịt phòng á, xịt khắp nhà luôn. Rồi xong rồi kêu em rồi phải đi súc miệng rồi thiệt sạch mới cho hung. Dạ. Còn không thôi là tối là lên phòng là đuổi xuống. Không, cái đó nhiều khi mà thật xấu đâu. Cái bệnh sợ sầu riêng. Rồi bây giờ nhân đây thì em muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em thì em muốn bớt cái tính cằn nhằn lại thôi. Còn chắc điều gì cũng tốt cả. Dạ, hoàn hảo thôi. Rồi còn em muốn bạn này thay đổi điều gì? Anh thì thương em rồi đó. Nhưng mà còn cái thương thể hiện ra nữa. Giúp đỡ vợ nè, rồi là bớt to tiếng lại. Rồi đừng có mê chơi game nữa, mê vợ thôi là được rồi. Có mê chơi game quá. Có như em bớt mấy cái đó là vợ em hết cằn nhằn liền. Vậy giờ vậy nè. À, cái vụ game á, thì đồng ý đi, nhưng mà cái vụ lớn tiếng á, thì bớt lại à, nhưng mà ngược lại thì chị mà tưởng tượng mà em mà cằn nhằn chồng chắc mệt dữ á. Tại vì cái câu chuyện nó nhiêu đó thôi, nhưng mà nếu người khác nói thì nửa tiếng thôi, còn bạn này nói chắc tiếng rưỡi. Vậy nói rất là chậm. Anh ơi em nói anh nghe như vậy. Đó là tới sáng. Là tới sáng luôn à. Đó thì thành ra mỗi người nhịn nhau chút xíu. Vợ chồng son quá mà. Hãy yêu thương nhau và hãy cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn để cùng đi đến cái gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này nha. Dạ, xin chào. Dạ. Cảm ơn hai chị nha.